Rồi ta giải nick số 2 kem. Điền mã số thi. Đi tìm kho báu. Ta giải nhanh để lấy đáp án nè. AB bằng 3 ABC. AB bằng 3, C bằng 9. Vì tan C sẽ bằng đối chiếu kề là 3 phần 9 là 1 phần 3. Này dễ nhỉ. Căn 2,89 trừ cho căn của 0,49 bằng 1 kem. Rồi cái này kem nhẩm luôn, kem thấy x sẽ bằng trừ 3. Có những bài ta nhẩm được thì nhẩm nhanh đỡ mất thời gian. Cái này bấm máy đi. 4 cộng căn 7 nhân cho căn 14 trừ căn 2 nhân cho căn của 4 trừ cho căn 7 bằng 18 nha. Ta đi một lèo ta tới đất luôn rồi. Rồi cái này đạt giá trị nhỏ nhất khi nào? Tìm x để nó đạt giá trị nhỏ nhất. Hai bài này căng não đây. Và bài này kem rút gọn nè. Kem biến đổi biểu thức đó là, ta đặt biểu thức đó là P đi. Thì ở trên tử thì ghi là x trừ 1 trừ 2. Còn ở dưới là căn x trừ 1 trừ cho căn 2 đúng không? Rồi ở trên tử thì phân tích thành nhân tử. Nó sẽ thành căn x trừ 1 cộng cho căn 2 và nhân cho căn x trừ 1 trừ cho căn 2. Các em thấy hàng nguyên thức không? Ở dưới thì để nguyên cái mẫu ha. X trừ 1 tức là căn x trừ 1 tất cả bình đó. Còn 2 là căn 2 tất cả bình. Thì dùng hàng đẳng thức số 3 phá ra thôi. Thì tới đây nó rút gọn nó sẽ bằng 1, xin lỗi, rút gọn căn x trừ 1 trừ căn 2 thì còn lại này ha. Như vậy là cái này nó sẽ lớn hơn hoặc bằng là căn 2, đạt được giá trị nhỏ nhất căn 2 khi x bằng 1 các em nhé. X bằng 1 thì khi cái này bằng 0 nè, thì cái căn này lớn hơn bằng 0 mà. Rồi xong rồi đó. Rồi qua nick số 3 thầy sẽ giải hết luôn ha. Còn giờ tiết kiệm thời gian để lấy đáp án. Con giáp. Con rắn. Cái này nhẩm luôn kìa. 16 là thành đưa ra ngoài là 4. 9 đưa ra ngoài là 3. 4 đưa ra ngoài là 2. Cộng 1, 4 cộng 3, 4 trừ 3 là 1, 1 cộng 2 là 3, 3 cộng 1 là 4. Vậy là 4 lần căn x cộng 1 thì bằng 16. Vậy căn x cộng 1 sẽ bằng 16 chia 4 là được 4. Vậy x cộng 1 sẽ bằng 16, vậy x sẽ bằng 15. Nhẩm lại lần nữa cho chắc ăn. 4 trừ 3 là 1, 1 cộng 2 là 3, 3 cộng 1 là 4. 16 chia 4 được 4. X cộng 1 sẽ bằng 16. Như vậy là x bằng 15 đúng. Con chuột lớn hơn bằng 0. Vậy là 3x nhỏ bằng 4. X nhỏ bằng 4 bằng 3. Con chó. So sánh. Các em dùng chức năng so sánh nhanh ở trong V91 các em làm ha. 2017 nè. Trừ căn 2016 nè. Lưu. Lưu vô A đi. Rồi căn 2016 thì trừ cho căn 2015 lưu vô P. Rồi thực hiện so sánh. A nhỏ hơn B kìa. Tức là cái thứ nhất nhỏ hơn cái thứ hai. Q nhỏ hơn P phở. Có một cách làm nữa là các em bình phương lên ha. Bình phương lên. Con mèo. X sẽ bằng 2.
2 thành căn 4, căn 4 nhân căn 3 là bằng căn 12. Con về, cái này bấm máy luôn, hoặc là phân tích. Cái ngoặc đơn thứ nhất là bằng 1 cộng cho rút căn 3 ở trên tử ra. Rồi rút gọn là nguyên cái ngoặc đơn thứ nhất là còn 1 cộng căn 3. Còn ngoặc đơn thứ hai là còn căn 3 trừ 1. Như vậy là bằng căn 3 cộng 1 nhân căn 3 trừ 1 các em nhé. Là thành căn 3 bình trừ 1 bình là thành 2. Này dễ quá. 25 cộng 1 cộng 4 là bằng 169, lấy căn là bằng 13. Con rồng. Cái này nhẩm luôn, x sẽ bằng trừ 1. Ở nít trước làm rồi. 2 cộng trừ 1 là 1. Con hổ. Căn bậc 2 số học của 9 thì bằng 3. Trừ 3 tất cả bình là bằng 9. Căn bậc 2 số học của 9 thì bằng 3 thôi. Con khỉ. Ồ, cái bài ghê ghê gớm quá ha. Bài này hàng đẳng thức không à. Bài này là giải phương trình chứa giá trị tuyệt đối đó kìa. Thực ra bản chất của bài này là giải phương trình chứa giá trị tuyệt đối ha. Thay đổi đề. Giá trị tuyệt đối của 2x cộng 5 cộng cho giá trị tuyệt đối của x trừ 4 bằng giá trị tuyệt đối của x cộng 9. Bài này là kiến thức học sinh giỏi lớp 8 nghe. Bài giải cũng mệt đó, không giỡn đâu ha. Tìm ít thỏa mãn. Bài này thì em nào mà bồi dưỡng học sinh giỏi rồi mới làm được thôi, chứ chưa bồi dưỡng làm sao mà làm được hả? Bài này thì em nào mà chưa tham gia đội tuyển học sinh giỏi cuối năm lớp 8 thì chắc bó tay rồi kìa. Kết quả giải là các em sẽ chia ra từng đoạn, chia x ra từng khoảng để giải. Cuối cùng nó ra là trừ 5 phần 2, nhỏ hơn bằng x, nhỏ hơn bằng 4. Ở nick số 3, thầy sẽ có một cái clip riêng để giải những bài khó ở trong ba cái nick nha. Chứ giờ thời gian hạn hẹp quá làm gì mà giải nổi. Đáp án là trừ 5 phần 2, nhỏ hơn bằng x và nhỏ hơn bằng 4. Tiếp theo, bài này ở nick trước mình làm rồi, ra 1 hay sao á. Giờ tiện thời gian thầy biến đổi nè. Thì biến đổi cho các em coi ha. Sin mũ 6 cộng cos mũ 6 á, là dùng hàng đẳng thức số. Sin bình ta dùng hàng đẳng thức số 3. Xin lỗi, hàng đẳng thức số 6. Sin bình A tất cả mũ 3 này. Rồi cộng cho cos bình A tất cả mũ 3. Rồi cái kia để nguyên 3 lần sin bình A cos bình A. Đó, để nguyên. Cái này là bằng tổng nhân bình phương thiếu của hiệu. Vậy nó sẽ bằng là sin bình A cộng cos bình A và nhân bình phương thiếu của hiệu. Tức là bằng sin bình A tất cả bình là thành sin mũ 4 các em. Cộng cos bình A tất cả mũ 4 rồi trừ cho bình phương thiếu của hiệu mà. Trừ cho sin bình nhân cos bình ha. Cộng cho này. Con này để nguyên chờ đợi. Rồi các em để ý sin bình A cộng cos bình A là bằng 1 ha. Vậy bỏ luôn, 1 nhân với cái ngoặc vuông thì bằng cái ngoặc vuông thôi. Vậy cuối cùng nó sẽ bằng cái biểu thức trong ngoặc vuông nè. Nhân 1 bằng chính nó rồi cộng cho 3 lần thế này. Đúng không? Có hàng đồng dạng nè, trừ 1 với lại cộng 3 thì thầy đưa vô giữa là sẽ thành cộng 2. Vậy thôi, bỏ này đi. Vậy cuối cùng nó sẽ bằng là hàng đẳng thức này. Đây mũ 2 xin lỗi. Đây mũ 2 xin lỗi. Giờ đây mũ 2 thôi. Đây cũng mũ 2 thôi. Giờ các em thấy hàng đẳng thức trước mặt các em chưa? Nó chính là cái này tất cả bình ha. Tất cả bình và bằng 1 bình. Mà 1 bình cũng bằng 1 thôi. Còn dùng kỹ thuật trong V91, V92 thì xong rồi ha. Bài thi số 3.
Bài thi số 3. Rồi, tam giác sin B thì sẽ bằng cos C. Hai góc phụ nhau mà. Cos C sẽ bằng 0,6 là bằng sin B đó. Còn sin C, sin C thì các em dùng công thức này nè. Sin bình C, sin bình C mà cộng cho cos bình C thì sẽ bằng 1 ha. Như vậy là sin bình C sẽ bằng 1 trừ cos bình C, tức là 1 cos C thì lại bằng sin B ha. 1 trừ cho 0,6 bình, 1 trừ 0,6 bình rồi lấy căn là ra sin C thôi. Sin C sẽ bằng 0,8 nha. Thử lại coi, 0,8 bình cộng 0,6 bình đúng bằng 1 luôn. Cho đường tròn tâm mô, cái này làm ở nít 1 rồi. 10, 8, 6, khoảng cách là bằng 6 ha. Cái này bằng 1, quá dễ dàng. Rồi sin bình bằng 0,8 thì cos bình sẽ bằng 0,2. Thì sin bình cộng cos bình là bằng 1 mà các em, phải không? Lấy 1 trừ 0,8 ra 0,2 gì nữa. Dễ quá à. Câu nào cũng được vậy, khỏe quá. Rồi cái này các em rút gọn ở tử và mẫu. Ở tử các em tách ra là căn x cộng 2 nhân căn x trừ 2. Rút gọn với mẫu là còn căn x cộng 2 bằng 3. Căn x cộng 2 bằng 3 thì x sẽ bằng 7 nha. 7 cộng 2 bằng 9, căn 9 bằng 3. Đường tìm M để đường thẳng D cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng trừ 3. Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng trừ 3, vậy tung độ góc là bằng trừ 3, vậy M là bằng trừ 3. Cái này các em học lý thuyết rồi. V92 thầy sẽ nói rất rõ. Khóa học V92 thầy sẽ luyện rất kỹ về cái toán đồ thị và tương giao đồ thị nha. Ồ ghê quá, yên tâm. Cái này các em dùng tính chất là hai góc phụ nhau thì sin bằng cos, đúng không? Sin 12 sẽ bằng cos 78. Như vậy sin bình 12 sẽ bằng cos bình 78. Cos bình 78 cộng sin bình 78 thì bằng 1. Tương tự cái này cộng cái này cũng bằng 1. Vậy là giờ 1 cộng 1 là 2 rồi đó. Còn cái này cũng bằng 1 này, nhưng mà là dấu trừ. Vậy là 2 trừ 1 là bằng 1 các em nha. Hai góc phụ nhau thì sin bằng cos, cos bằng sin, tan bằng cotan. Rồi cùng một góc thì sin bình của nó cộng cos bình của nó thì bằng 1. Đó là những tính chất rất là quen thuộc ha. Căn 28 cộng 10 căn 3 cộng căn 28 trừ 10 căn 3 bằng 10 nha. Rồi bài này sẽ khó khăn này. Thu nhỏ lại thầy có thể giải nhanh. Rồi. Thầy định giải bằng biến đổi toán học, nhưng mà máy tính nó đã dùng kỹ thuật V91 thì nó đã ra mất rồi kìa. X bằng trừ 2. Thử lại coi, trừ 2 cộng 2 bằng 0 là bỏ nè. Trừ 2 bình lên là bằng 4, 4 5 là 9. 9 trừ 8 bằng 1, căn 1 bằng 1 đúng luôn. Khi nào máy tính nó bó tay mình dùng biến đổi toán học thêm nhé. Hai kỹ thuật nó hài hòa với nhau. Rồi cái này là thầy giải ở nít số 1 rồi, mà đáp án là bằng 0 đó. Mà các em không hiểu tại sao bằng 0 đúng không? Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em tại sao bằng 0. Thời gian còn quá nhiều, thành ra thầy sẽ giảng tại sao bằng 0 ha. Rồi đơn giản thôi. X cộng cho căn x mũ 2 cộng 3 là nhân cho y cộng cho căn y mũ 2 cộng 3.
thì theo đề nó sẽ bằng 3. Đây là đề cho. Rồi giờ thầy suy ra này. Bây giờ thầy nhân hai vế cho cái giống như vậy, gọi là lượng liên hợp ạ. À, nhân cho nó là trừ. Như vậy đây là nhân thêm, đúng không? Rồi tương tự, thầy lấy cái này thì nhân cho giống y như vậy, nhưng mà là dấu trừ, về lượng liên hợp đó. Bên này cũng vừa nhân với cái đó. Từ đây thì suy ra là gì? Giờ các em nhìn cái công thức bên trên, cái này là lượng liên hợp nè. Hai cái này mà các em nhân lại thì các em sẽ thấy là bằng x bình trừ cho căn x bình cộng 3 tất cả bình, thì mất căn luôn, là thành x bình ha. X bình cộng 3. Còn bên kia thầy để nguyên, bên kia thầy để nguyên nhé. Rồi được chưa? Ở dưới cũng vậy, ở dưới y chang vậy luôn. Thì hai cái này nhân nhau nè, thì nó sẽ biến thành là y bình trừ cho mức căn, không? Đây, y cộng cái này, y trừ cái này là lượng liên hợp nè, thì thành y bình trừ cho căn cái đó bình, tức là y bình cộng 3 luôn. Rồi đó, các em ngẫm nghĩ đi, tôi tới tôi lui hiểu thôi. Rồi tiếp tục, các em để ý tiếp thì các em sẽ thấy là cái ngoặc đơn này nó bằng trừ 3, ha, trừ 3. Rồi cái này là cộng nguyên si, thầy để nguyên. Vậy ha. Trừ 3 thầy để đầu chứ. Tương tự dưới này cũng vậy. Cái dưới cũng vậy. Hai cái này là bằng, phá ngoặc ra là trừ là bằng trừ 3 nè. Thầy giao hoán trừ 3 ra trước luôn ha. Rồi hai bên là đều có 3 hết, thầy bỏ. Như vậy là cuối cùng thầy có y cộng với căn 3 với lại dấu trừ đằng trước á. Dấu được trừ đằng trước thầy để nguyên thế ha. Rồi bên này, bên này là bằng x. Rồi tương tự ở dưới cũng vậy. Ở dưới là bằng trừ, trừ của cái ngoặc đơn đó, và bằng y. Vậy thôi. Giờ phá cái ngoặc này ra luôn, đúng không? Phá cái ngoặc đó ra luôn thì các em sẽ thấy nó thành gì. Hay là bỏ lên. Bên này trừ bỏ lên. Vậy bên này đổi dấu, trừ cộng nhân hai vế cho âm 1 á. Vậy bên này bỏ, bên này đổi, trừ cộng. Rồi giờ các em cộng hai phe lại, trái cộng trái sẽ bằng phải cộng phải, thì lúc đó các em sẽ có được cái gì? X cộng y hay là y cộng x đó. Y cộng x sẽ bằng trừ x trừ y. Còn hai này mất, hai này cộng lại thì bên phải cũng có hai đó, cộng lại thì giản lược thôi bỏ. Thì từ đây ta suy ra là hai lần x cộng y sẽ bằng 0, và từ đây x cộng y sẽ bằng 0. Hiểu chưa? Còn hiểu thì thầy bó tay thôi ha. Xong rồi ạ. Rồi các em nhớ đăng ký cái kênh phụ của thầy nha. Không thôi là vài bữa kênh chính của thầy nó đứt, thầy đoán như thế đó. Các em không có liên lạc được với thầy nữa đâu. Vô kênh phụ của thầy, trang bùi nguyên luận wordpress.com nè. Rồi tìm cái kênh phụ của thầy đăng ký đi. Lỡ thầy đứt kênh chính cả là thầy liên lạc với các em qua kênh phụ, thì các em mới có thể xem những bài giảng tiếp theo rất hay của thầy ha. Đây kênh phụ trong này nè. Đăng ký đi ha, đăng ký ngay tức đi.